Wow, su su chai có nếp có thạch. Đúng vậy, chính là sữa thơm ngon, quyện cùng thạch dai giòn. Su su chai có nắp có thạch mới toanh đê. Lắc 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 chai xoay nắp là xoay su su thạch này. Nhấp nhép nhai 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 giòn dán su su thạch này. Ủa, còn gì nữa hả? Su su hộp lớn mới, siêu lớn, siêu đã. Và su su chai có nắp có thạch mới cho bé uống thích mê.